được. Không được, con chim này là con chim đồ chơi mà, mình bỏ vô cái lồng để nó kêu mà, đâu phải nó chim bay đâu. Nó là con chim đồ chơi mà, nó phải chim thiệt đâu mà bay. Con nó bay vào đường nào con chỉ mẹ coi. Bay đường này. Xạo. Xạo. Bay đường này cho nó bay mà. Đâu con làm thử nó bay không? Bay vậy đó hả? Xạo quá. Cái đó con dục nó mà, nó phải nó bay đâu. Bay mà. Bay đâu bay? Bay à. Đâu bay đâu? Mẹ đâu bay đó. Vậy là bay á hả? Đó, nó bay nha. Xạo quá ông ơi. Mẹ có cái chân nè. Ờ. Nó có một chân rồi sao nó bay, nó bị gãy hết chân rồi kìa. Cho nó đâm ai? Đâm mẹ. Ai chơi? Mẹ đâu có chơi đâu mà đâm mẹ. Đâm ba luôn ơi. Ba có chơi không? Không. Con chơi làm gì đâm anh hai nhá. Anh hai đâu có chơi đâu, con chim đó của con chơi mà, thì nó đâm con. Mẹ nói nó đâm con cá mẹ ơi. Vậy hả, nó chơi với con cá, nó đâm con cá hả? Ồ, chim này ghê quá. Con chim này nó chim nhỏ đâu không cắn được đâu. Ừ, chim nhỏ không cắn chim được. Chim đó nó có mổ của nó kẹo được không? Mổ hơn à đó. Bố con có kẹo quá. À, con chim này không cắn được. Con chim dễ thương mà đâu cắn được đâu. Chim này có miệng nó cắn à. Ừ, cắn. Kẹo. Ai mà mở họng con chim nó ra, con chim đó nó mổ con cu. Hồi nó mổ con kẹo này. Kẹo no kẹo rồi hồi nó cắn kẹo cái xức dầu luôn. Em mở cái mỏ con chim ra đó hả? Rồi con chim nó cắn em mà sao? Ai đập vậy? Ghê quá. Ăn nữa luôn. Ghê quá. Cắn gì cắn? Cắn tập cái cổ xong nó dâm cái đầu mà sao cắn? Kẹo kẹo. Tao đứng lên lắc đít coi một bài cây đẹp không? Lắc cái đít đi. Lắc cái đít, lắc cái đít. Lắc cái đầu cái bắt cái đuôi. Đứng chị lắc cái đít đi. Vàng lắm. Vua trước vua. Vua. Vua quá giục đi.